Nhiều ý kiến cho rằng người đau dạ dày ăn chuối này, ăn đu đủ và ăn sữa chua không tốt. Bác sĩ hôm nay sẽ chia sẻ, cung cấp một cái nhìn khoa học về vấn đề này. Đầu tiên đó là chuối. Chuối được xem là cái thực phẩm dễ ăn, hoạt chất peptin ở trong chuối giúp cân bằng và ổn định hệ tiêu hóa. Chuối còn có khả năng trung hòa cái axit trong dạ dày, giúp giảm nguy cơ sưng, viêm lết dạ dày và đường ruột. Bạn nên ăn chuối chín sau khi ăn no để trung hòa cái lượng axit dạ dày và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Nhưng mà lưu ý là chỉ nên ăn chuối tây nhé. Thứ hai là trong đu đủ có enzyme parpen, có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp hạn chế virus, vi khuẩn gây bệnh, có thể hỗ trợ chứng đau dạ dày. Ngoài ra còn đu đủ có tạo ra cảm giác dễ chịu cho dạ dày, giảm bớt cái triệu chứng khó tiêu, kích thích hệ tiêu hóa của chúng ta. Bác sĩ khuyến khích chúng ta nên ăn đu đủ chín tốt hơn cho dạ dày. Và tiếp theo đó là sữa chua. Không ít người nó sợ cái chuyện ăn sữa chua sẽ làm cho tình trạng đau dạ dày nặng hơn. Cái nồng độ axit trong sữa chua không đáng kể so với lượng axit trong dịch vị của dạ dày. Cái axit lactic được khuyến cáo trong sữa chua lại có sự tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn HP, kẻ thù gây viêm loét và ung thư dạ dày. Ngoài ra, vi khuẩn lên men trong sữa chua bám vào các niêm mạc ở đường tiêu hóa sẽ gì tiết ra những cái kháng sinh tự nhiên để tăng cường miễn dịch tại chỗ cho đường tiêu hóa, kìm hãm sự phát triển những yếu tố gây đau dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn HP. Vì vậy, người đau dạ dày ăn sữa chua rất tốt và ngoài ra thì không hề có hại. Nhưng một cái lưu ý đặc biệt là khi mà chúng ta ăn sữa chua, chúng ta nên ăn sữa chua sau ăn và đặc biệt là không nên ăn sữa chua lúc đói. Mọi người lưu ý vấn đề này nhé.